Chiều ngày 20 tháng 7, tại sân vận động Gò Công diễn ra hai trận bán kết giải bóng đá cụm thi đua khối quận thành phố Hải Phòng năm 2024 với những diễn biến đầy kịch tính và hấp dẫn. Trận bán kết thứ nhất là cuộc so tài giữa đội nhất bảng A là Hải An với đội nhì bảng B là Ngô Quyền. Đội Hải An hai lần vươn lên dẫn trước nhưng đã không duy trì được lợi thế, đều bị đội Ngô Quyền săn bằng tỷ số. Kết quả hòa sau hai hiệp chính đã đưa trận đấu vào loạt đá penalty để may rủi. Trong loạt đấu căng thẳng này, đội Ngô Quyền đã vượt qua áp lực khi xuất sắc giành chiến thắng với tỷ số 5-4, khép lại trận đấu đầy cảm xúc. Trận bán kết thứ hai giữa đội nhất bảng B là Đồ Sơn với đội nhì bảng A là Kiến An cũng không kém phần gai cấn. Đội khách đã vươn lên mở tỷ số ngay trong hiệp 1. Tuy nhiên, đội Kiến An đã thể hiện tinh thần thi đấu kiên cường và tìm được bàn thắng gỡ hòa khi thời gian thi đấu của hiệp 2 không còn nhiều. Hai đội phải phân thắng bại bằng loạt đá luân lưu cân não trong khi các cầu thủ đội Kiến An chứng tỏ bản lĩnh khi thực hiện thành công cả năm lượt đá thì đội Đồ Sơn lại thất bại ở lượt đá cuối cùng. Chiến thắng nghẹt thở đã mang lại niềm vui vỡ òa cho người hâm mộ đội chủ nhà. Với kết quả này, hai đội Quận Kiến An và Quận Ngô Quyền sẽ bước vào trận chung kết để tranh ngôi vô địch giải bóng đá cụm thi đua khối quận thành phố Hải Phòng năm 2024. Trận chung kết và lễ trao giải dự kiến sẽ được tổ chức vào lúc 16 giờ ngày mùng 1 tháng 8 tại sân vận động Gò Công.